Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Hiện tại thì thời gian mình quay clip này đã khoảng cuối năm rồi. Và có lẽ trong năm vừa qua thì giới công nghệ tại Việt Nam đã có rất nhiều những cái vụ biến động rất là lớn đúng không? Và trong đó thì có một cái chuyện mà mình thấy rằng là mọi người cũng đã bàn tán rất là lâu, rồi mọi người cũng tranh luận rất là lâu rồi, đó chính là câu chuyện về chuyện thương hiệu. Hiện nay trên thị trường điện thoại di động của chúng ta thì đang có rất nhiều loại hàng khác nhau, kiểu hàng cũ này, hàng mới, hàng chính hãng, hàng sách tay, có rất nhiều chúng ta lựa chọn. Nhưng mà có lẽ mình nghĩ rằng cái vấn đề là đắn đo nhất khi một người ta chọn một cái mẫu điện thoại cho mình, đó chính là việc kiểu dạng như là mua chính hãng, sách tay bây giờ. Và chúng ta hãy cùng nhau bàn luận trong video này nhé. Vậy thì cái đầu tiên mình muốn nói rằng là về vấn đề thương hiệu thì thực sự nó có quan trọng hay là không? Hiện nay thì ở Việt Nam đang có rất nhiều các cái thương hiệu của dạng chính hãng ấy, rất là yêu thích. Kiểu dạng ví dụ như là chúng ta có Samsung này, chúng ta có Sony, chúng ta có gì nữa ta? Huawei cũng có chính hãng tại Việt Nam. Và lý do những cái thương hiệu được yêu thích đó chính là thứ nhất là uy tín của người ta đã làm từ rất là lâu thị trường Việt Nam rồi, những sản phẩm của người ta đã được có chỗ đứng trên thị trường Việt Nam cũng như là chỗ đứng trong lòng người dùng. Rồi sau đó thì không chỉ dừng lại ở cái chất lượng sản phẩm mà nó còn đi đằng sau đấy, ví dụ như là những cái chế độ hậu mãi, những cái chương trình khuyến mại, rồi chương trình reorder, rất nhiều thứ, những cái event, những cái sự kiện của chúng ta, những cái thứ đó đã đóng góp nên lòng yêu thương ở trong lòng người dùng chúng ta đối với những cái hãng này. Có thể kể đến một cái ví dụ rất là to lớn luôn, đó chính là quà tặng Galaxy. Mình nhớ là hồi mà chúng ta mua S7 hay là S7 Edge ấy, thì chúng ta có rất nhiều quà tặng Galaxy hấp dẫn. Ví dụ như là một năm mình như được ngồi khoảng 1 cho đến 2 lần trong cái phòng thương gia ở máy bay ấy. Ui thề luôn, phòng thương gia ngồi sướng cực. Các bạn được free vé xem phim này, hoặc là các bạn được free cà phê với các thứ, rất nhiều những cái trình khuyến mãi mà chúng ta được hưởng từ việc mua các hàng chính hãng. Cụ thể hơn đây là Galaxy S7 và S7 Edge. Nhưng mà mặc dù là làm tốt như vậy, nhưng mà trong khoảng độ 1 cho đến 2 năm trở lại đây thì những hãng mà mình đã từng kể tên đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi một thứ có tên là hàng sách tay đến từ Trung Quốc. Và cụ thể hơn để muốn nói đây, đó chính là sự đổ bộ của những cái hãng ví dụ như là Xiaomi hay là Meizu. Như thẳng sự thật ra mình thì không phải là fan của hãng nào cả. Thế nhưng mà những cái điện thoại mà đến từ Xiaomi hay là Meizu ấy thì thường sẽ có những cái thông số cấu hình kiểu như là nó rất là hấp dẫn. Hấp dẫn rất là nhiều so với cái mức giá của nó. Để mình kể thử các ví dụ nhá, ví dụ như là Xiaomi Mi 5. Đúng rồi, Xiaomi Mi 5. Hồi đó thì nó được ra mắt với mức giá rơi tầm độ khoảng độ 8 triệu đồng. Nó có gì nhỉ? Chi 820, 3 cho đến 4GB RAM. Rồi camera cũng kiểu thông số khủng mười mấy chấm này kia. Thực sự trong cái phân khúc giá khoảng 8 triệu đồng ấy, thì đây là một trong những chiếc máy rất là hấp dẫn. Hoặc rẻ hơn một chút thì chúng ta có Redmi Note 3 chẳng hạn. Đấy, thiết kế kim loại này. Rồi sau đó là chip Helio X10. Còn Redmi Note 3 Pro thì chip 650, kiểu ngon tương đương với 808 nhá. Mà phân khúc giá nó chỉ rơi tầm độ khoảng độ 4 triệu 3-4 triệu. Thực sự thì trong 3-4 triệu đấy thì đúng là tìm một cái hàng chính hãng mà có những cái thông số tương đương thì rất là khó. Và điều này đã làm khá là đau đầu những cái hãng mà mở ra tại Việt Nam, bởi vì họ là phải đấu tranh trực tiếp với những hãng đến từ Trung Quốc. Mà cộng thêm một điều nữa nhá, những cái điện thoại đến từ hãng Trung Quốc này ấy, nó rất là rẻ này, nó rất là dễ mua này. Đấy như mình nói ban đầu nhá, thông số cấu hình rất là hấp dẫn đúng không? Vậy thì các bạn có nghĩ rằng là nó đã mang cho các bạn quá nhiều những thứ tốt như vậy thì chúng ta có phải trả giá gì hay không? Đó, cái này chúng ta đã cần phải suy nghĩ này. Với việc mua các hàng sách tay đến từ thị trường Trung Quốc thì phải nói thẳng ra thì gần đây đã bắt đầu có những cái bài báo cũng như là những cái video nói về cái chuyện mà bị đánh mất dữ liệu, về toàn bộ những dữ liệu của người dùng Việt Nam chúng ta đã bị chuyển về Trung Quốc. Về đâu và làm gì chúng ta không hề biết. Cộng thêm nữa thì những cái hàng này là hàng sách tay, thế nên là về những vấn đề ví dụ như là bảo hành, hậu mãi hay là khuyến mại thì gần sự là rất là kém so với cả hàng chính hãng. Hình như mình nhớ không làm việc khuyến mãi là hậu mãi thì gần như là không có rồi. Còn mấy cái chương trình kiểu dạng bảo hành thì nó phụ thuộc vào cửa hàng. Nếu như các bạn mà may mắn mua được một chiếc máy sách tay mà cửa hàng tốt ý, thì người ta sẽ rất nhiệt tình với bạn. Bạn hỏng gì người ta cũng sẽ bảo hành cho bạn này kia. Còn nếu mà các bạn mua phải ở một cái cửa hàng nhôn lừ ấy thì người ta sẽ làm đủ mọi cách để không bảo hành cho bạn. Một cái nữa mình cũng khá là khó chịu ở những chiếc máy Trung Quốc sách tay, đó chính là về cái vấn đề phần mềm. Thực sự thì phần mềm mình không đánh giá cao ở trên những chiếc máy mà của Trung Quốc. Ví dụ như Xiaomi, thực ra cái MIUI thì nó khá là nặng. Và thêm nữa là kiểu nó không có setup play, mỗi lần là speed test hay là muốn chơi game trên mấy cái máy đấy thì lại phải cài này cài kia rất là lằng nhằng. Rồi chúng ta lại phải chờ ROM quốc tế, rồi là ROM có tiếng Việt và các thứ sử dụng. Nói chung là với một cái sử dụng bình thường, không biết quá nhiều về công nghệ thì dựng những mẫu máy này thì nó khó gây hấp dẫn, bởi vì thực ra phần mềm khá là khó dùng. Điểm xấu là như vậy, thế nhưng mà những loại hàng này thì lại vẫn luôn hấp dẫn và nó vẫn đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến những cái hãng kiểu lớn như là Samsung hay là Sony. Vậy thì những hãng này có động thái gì không? Mình thấy rằng là bắt đầu trong những thời gian gần đây thì nổi bật nhất là cái vụ mà quảng cáo của Samsung Galaxy J7 Prime khi mà nhắc đến Oppo F1S hay là iPhone 5 ở trong cái video quảng cáo của mình, kiểu dạng như mang tính chất đá đều ấy.
Và bản thân cái quảng cáo này được nhận rất nhiều sự quan tâm, không chỉ là từ người dùng mà bản thân các anh em công nghệ cũng đã rất nhiều người quan tâm và cũng đã có những video nói về cái quảng cáo này. Và kết quả là C7 Brand thực sự là đối thủ đáng gờm so với cả Oppo M1S. Và thực sự nó giống như là một cái đòn đánh phủ đầu lên những cái hãng đến từ Trung Quốc vậy. Nên là vừa rồi mình thấy mọi người kiểu khen C7 Brand nhiều lắm và cũng nhiều người đặt mua hơn. Chứ còn không còn bị cái tình trạng như là Oppo M1S bị ngập mặt trên các cái báo công nghệ như là thời gian trước. Vậy thì chúng ta sẽ cùng quay lại về cái vấn đề ban đầu, chính hãng là sách tay. Mà mình cũng đã kể tên cho các bạn những thứ tốt và xấu khi mua hàng sách tay rồi. Tuy nhiên nhìn vào hàng chính hãng thì có thể chúng ta lúc đầu chúng ta sẽ mua một chiếc điện thoại. Và nếu mà so với hàng sách tay ấy thì cấu hình cũng như là cái thông số rồi mọi thứ sẽ không được ổn, nói chung là không tốt bằng so với những hàng sách tay. Nhưng mình nghĩ rằng là cái thứ mà có lẽ giữ được hàng lâu nhất là những cái mà nó xảy ra sau khi bạn mua nó, dịch vụ này, bảo hành này, rồi các cái chương trình event, rồi những cái lần tri ân khách hàng nó kiểu như vậy. Thì sự những cái tên tuổi chính hãng thì họ làm điều này rất là tốt. Và trên thị trường hiện nay thì những người sử dụng smartphone ấy thì có lẽ không chỉ là những anh em công nghệ chúng ta có thể đọc thông số này rồi biết máy này máy kia tốt hơn rồi các thứ. Thế nhưng mà phần lớn những người dùng đến, mình nghĩ trong là đến độ 69% ấy, là những người dùng phổ thông bình thường, họ không biết quá nhiều. Thế nên là việc là lựa chọn máy chính hãng thì luôn được đề cao hơn. Bởi vì người ta muốn rằng là có một cái gì đó đảm bảo cho người ta khi mà người ta mua cái máy này. Người ta muốn được đối xử tốt khi người ta đã mua cái máy này. Đó là mang tính chất lâu dài. Còn với những máy Trung Quốc thì đúng là chúng ta sẽ có một chiếc máy cấu hình ngon rồi, đủ các thứ rồi, phần mềm không ngon lắm, nhưng mà nói chung là cũng khá là ngon trong tầm giá. Thế nhưng mà sau đó thì chúng ta bị hiện tượng là mất giá này, bảo hành thì không được đảm bảo, cũng như là các chương trình hậu mãi thì gần như là rất là khó có. Để mình lấy cho bạn một cái ví dụ về liên quan đến hàng chính hãng mà sách tay nhá. Nhưng mà nó không phải là điện thoại mà liên quan đến xe máy. Hồi đấy Honda mình nhớ ra là có một con là MSX ở 125 phân khối hay sao ấy, thì có bán kiểu dạng hàng sách tay. Thế nhưng mà sau khi đó mà Honda nhập con này về bán chính hãng tại Việt Nam thì gần như mọi người đổ bộ luôn đi mua hàng chính hãng luôn. Bởi vì Honda thì họ có những cái trung tâm bảo hành này, họ có những chính sách bảo hành, rồi có những cái chương trình tri ân, rồi hậu mãi các thứ rất là tốt. Thế nên là nhiều người ta vẫn sẽ chọn hàng chính hãng nhiều hơn. Nói chung là rông dài cả video này thì cuối cùng mình cũng chỉ muốn hỏi các bạn một câu hỏi thôi. Đấy, bạn đấy, cái người đang xem video này này. Bạn nghĩ rằng là mua hàng chính hãng hơn hay hàng sách tay hơn? Hãy chia sẻ cảm nhận cũng như câu trả lời của mình ở phần comment bên dưới này nhá. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và nếu thấy hay thì các bạn đừng quên like, share và subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.